Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Và chúc các bạn có một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Và hôm nay thì mình lại ra vườn dâu tây các bạn nhá. Thì nói chung cái thời gian này mình khá là bận các bạn. Mùa này là đang là mùa dâu tây rộ các bạn nhá. Có lẽ là ra quả là rất là rộ. Và những cái video mà hàng ngày mình đăng á, là cứ kiểu như là mình đã quay rất là trước đó rồi là mình kiểu lên lịch qua đăng các bạn nhá. Thì hôm sáng hôm nay thì mình sẽ đọc những các cái comment của các bạn đã rồi mình trả lời rồi là mình sẽ đăng ngay buổi chiều luôn. Tức có nghĩa là một ngày mình sẽ đăng hai video. Hôm nào có nhiều những cái câu hỏi của các bạn ạ thì mình sẽ đăng các bạn nhá, đăng buổi chiều nhá. Thì để cho các bạn thấy đó là mùa dâu tây rộ thì thiệt hà na các bạn, nó rất là nhiều trái nhá. Mình trồng những cái chậu một cái căn dầu 5 lít các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Mình treo nhá. Đó, treo dây nhá. Còn đây là trồng trên lúa các bạn nhá. Đó, mùa này rất là rộ trái. Và như mình hôm vừa rồi mình chia sẻ với các bạn đó là mình phải bảo vệ những cái quả các bạn. Đây các bạn thấy không? Tất cả những cái cuống mà nó như thế này này là hầu như là bị chuột hay là cái con gì nó ăn hết các bạn nhá. Đấy, mình không có thu hoa thu hoạch được các bạn. Rất là tiếc ha. Đấy thì bằng cách là mình chỉ có bảo quản thế này thôi các bạn này. Đó. Thì hôm nay mình sẽ thứ nhất là mình sẽ quay cho các bạn thấy là những cái quả dâu mình bọc như thế này nhá, thì các bạn thử xem là nó có lớn được không nhá. Thì mình đảm bảo các bạn là các bạn bảo vệ như thế này thì rất là chất lượng. Và mình sẽ quay cho các bạn thử là cho các bạn thấy luôn nhá. Quay cho các bạn thấy là cái quả dâu mà các bạn khi mà bọc đang còn xanh ấy, thì nó có lớn được không nhá. Đây này các bạn này, đó các bạn thấy không, nó chín rất là bình thường. Và đây là những cái quả xanh này các bạn này, các bạn thấy chưa, quả dâu nó vẫn lớn bình thường nhá. Đó, thì có nghĩa là thế nào, nếu như các bạn mà có những cái chậu dâu mà nó bị chuột cắn phá nhiều quá thì các bạn sẽ bọc nó lúc đang còn, tức là nó cỡ này các bạn nhá, nó cỡ này các bạn là các bạn bọc lại nhá. Đấy, để các bạn thấy không, đấy khi mà cái dâu nó rất là sai mà cỡ đó đó, mà nếu như mà chúng ta không bảo quản là nó lớn một chút nữa là nó chín lên là nhật hà na nó rất là thơm và chuột nó sẽ tìm, nó sẽ nó ngửi mùi và nó sẽ nó hái mất các bạn nhá, nó ăn mất rất là phí. Đó các bạn thấy chưa, đây này mình phải bảo quản và kể cả nó nằm dưới đất luôn các bạn nhá. Đây này mình chỉ hái cho các bạn này, đó một quả nhá. Đó, do mình quá là bận các bạn cho nên mình đi kiểu mình đi làm rồi cứ để dâu nó chín thâm, nhưng mà các bạn thấy không, mình bảo quản là rất là lâu các bạn nhá. Đây này, đây, các bạn thấy chưa này, đó mình hái ra nhá. Đấy, nó rất là to các bạn nhá, các bạn thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy thì hôm nay mình hái như thế này rồi mình chia sẻ các bạn nhá. Tức là có một số bạn có những cái câu hỏi như thế này này. Có bạn anh Đỗ, bạn anh Đỗ thì hỏi là cái cách trị kiến như thế nào với anh. Đây các bạn nhá, bạn ấy dùng cái bột như này này. Thì như các bạn biết là khi mà dâu nó chín á, nếu như mà ở dưới đất là nó luôn có một cái loại kiến rất là bé, mà nếu mà các bạn mà không chỉ kiến kịp thời là thứ nhất là nó sẽ, các bạn biết không, một là nó sẽ lên ăn quả, nó gặm quả bị hỏng luôn, và hai nữa là cái mà nhanh, nó nhanh cho dâu hỏng nhất là các bạn biết không, nó sẽ công những cái con rệp lên những kẻ lá và nó sẽ gây bệnh, gây rệp cho toàn bộ những cái lá. À, cho những cái cây dâu, các bạn biết là cây dẹp nó lên thì nó hút chất dinh dưỡng và nó làm cho hút chất dinh dưỡng và làm cho cái dâu của chúng ta nó bị hỏng đó các bạn nhá. Đấy, cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý và các bạn nên trị dẹp nhá, trị dẹp về, và nếu như mà trị được kiến thì sẽ không có dẹp, và khi có dẹp thì chúng ta phải phun thuốc các bạn nhá. Hôm nay thì mình lại không có cái vỏ thuốc trị dẹp ở đây các bạn, thì chỉ có trị kiến thôi. Các bạn lưu ý là cái chỉ kiến chỉ đẹp các bạn nhá. Đó, cái dâu của mình cái lứa sau là nó không đẹp bằng cái lứa trước các bạn nhá, cái thường cái lứa đầu nó đẹp hơn. Rồi đến câu hỏi của bạn là vườn dâu tây gì đây, vườn dâu tây Thành Thành thì bạn hỏi là anh ơi xương nó có ảnh hưởng đến trái không, thì không có sao bạn nhá. Thì như các bạn thấy đây, mình cái cây mình trồng ở trên đất này, các bạn thấy là bây giờ mình đang quay buổi sáng
Thì thực chất thì các bạn thấy thì xương nó cũng không ảnh hưởng gì hết, chủ yếu là ở ngoài mà không bảo quản được các bạn, thì bị các cái con chuột nó ăn hết thôi các bạn thấy không. Nó cắn hết hầu như những cái quả mà ấy là nó cắn hết, chứ còn xương thì không vấn đề gì hết. Đấy các bạn thấy không, buổi sáng nó có thể bắt được cá sâu nữa. Đây này, cái này, những cái này thì mình nên chăm sóc nó một chút các bạn nhé. Thì mình khẳng định với các bạn là xương không ảnh hưởng đến dâu các bạn nhé. Còn tất nhiên là các bạn nào mà có cái trải nghiệm một cái cách hay thì các bạn cứ chia sẻ ha. Đấy, không hề ảnh hưởng các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa. Nói chung cái dâu Nhật Hana nó chịu nhiệt khá là tốt, và những cái quả chín mà các bạn cất vào trong cũng không vấn đề gì nhé các bạn nhé. Cất vào trong tức là mình bỏ vào trong cái hộp các bạn, chứ còn chủ yếu là sợ chuột với lại các cái con nó cắn thôi, chứ còn không có vấn đề gì các bạn nhé. Rồi để mình rồi xem. À, có một bạn nói hỏi là Bình Đặng. Đây các bạn này, buổi sáng ra mình sẽ đọc những cái comment của các bạn này. Đó, các bạn thấy là rất là nhiều comment, thì mình sẽ trả lời cho các bạn đó. Tức là Bình Đặng hỏi thì ở Hà Nội thì trồng loại dâu nào hả anh? Thì theo như mình biết thì cái Hà Nội các bạn, thì nói chung là cái dâu thì theo mình nghĩ thì trồng ở đâu cũng được. Nhiều cái mà ở Hà Nội á, thì nhiều khi là nếu các bạn có đất thì có cái cũng khá là tốt. Nhưng mình thấy thế này các bạn này, ở Hà Nội thì cái mùa bây giờ là đang mùa dâu các bạn nhá. Nhưng bây giờ thì Hà Nội thì nó lại kiểu như mùa đông nó ít nắng các bạn. Thì các bạn có thể trồng những Sachinuka hoặc là Nhật lùn cũng ok nhé các bạn nhá. Chứ còn ví dụ Nhật Hana là nó phải cần rất nhiều nắng, mà mình chợ mùa này mà không có nắng á, thì mình cũng không phải là chuyên gia nông nghiệp gì, nhưng mà có nghĩa là mình phán đoán bằng những cái mà những cái chia sẻ của anh chị và các bạn vào kênh xem á, hoặc là có những cái người mà gửi ảnh hoặc là gửi các cái thông tin qua Facebook, Zalo cho mình á, thì mình sẽ khuyên các bạn như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là Nhật lùn các bạn thì nó cũng rất là khỏe và nó cũng khả năng chống chịu cũng rất là tốt, nhưng mà các bạn nên cố gắng là hái theo cái, trồng theo cái kiểu đó các bạn nhá. Đấy, rồi bạn An Phạm thì hỏi là miền Tây thì hôm vừa rồi á, tức là miền Tây thì trồng được cái loại dâu nào, thì hôm vừa rồi mình có nghe một cái anh dâu Tây, vườn dâu Tây cũng có kênh YouTube cũng khá lớn, tức là cũng ở Kon Tum á, anh Hoàng, anh ấy chia sẻ là có một người ở miền Tây là mua rất nhiều những cái giống như Sachinuka về miền Tây trồng các bạn nhá. À, thì rất là phù hợp, tức là trồng khoảng vài ngàn cây luôn á, thì mình sẽ quay cho các bạn cái Nhật Sachinuka nhá. Đây các bạn này, Nhật cái cây Nhật Sachinuka là nó như thế này này. Thì có nghĩa là bằng những cái kết quả đo đếm, có nghĩa là cái người ta trồng dâu, người ta ở miền Tây và người thông báo kết quả mà người ta mua giống của dâu Tây anh Hoàng ở Kon Tum các bạn, thì anh ấy nói là cái dâu tật người ta phản hồi là cái dâu tật Nhật Sachinuka nó rất là phù hợp ở miền Tây các bạn nhá. Thì nếu như mà bạn nào mà đã từng được mình gửi dâu Tây á, thì các bạn hãy comment, tức là bạn ở vùng nào, các bạn trồng nó có sống không, và có bạn thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đã từng gửi Nhật Hana cho bạn, và có những bạn ở miền Tây mình cũng gửi Nhật Sachinuka, không biết là kết quả thế nào. Nếu các bạn được xem được video thì các bạn hãy phản hồi ha. Đấy, thì cũng là một cái cách để chia sẻ cho cộng đồng anh chị, những người các bạn yêu thích dâu Tây. Đó, thì để mình xem có còn những cái câu trả lời nào để mình lại trả lời tiếp cho các bạn nhé. À, có bạn này muốn hỏi là số điện thoại thông tin để em muốn mua dâu như anh, thì mình nói các bạn là mình không có bán cây dâu các bạn, mình không bán tức là không có bán giống cũng như không có bán hạt, tức là chủ yếu là cái khi nào mà những cái bạn mà tiện hoặc là nó có duyên như thế nào đó thì mình tặng các bạn thôi, chứ còn mình không có bán các bạn nhá. Nên là các bạn cứ để lại thông tin, các bạn tiện đường hoặc là thời gian nào mình rảnh, mình có thời gian á, mình sẽ chia sẻ lại các bạn thôi, chứ mình không có bán. Mình nhắc lại các bạn như vậy thì cũng rất là thông cảm các bạn, chủ yếu là mình chăm sóc, mình làm cái video để chia sẻ đến các bạn thôi, chứ còn mình cũng không phải là người bán chuyên nghiệp của bạn ha. Đấy, thì các bạn cứ kết nối với mình, có duyên thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhau các bạn nhá. Đó, thì chủ yếu là các bạn có gửi những cái comment, rồi các bạn nói về cái việc trồng dâu Tây hơi khó, thì đa số là các bạn đều hỏi những các thông tin liên quan đến dâu. Thì có bạn hỏi là cái giống dâu gì, thì mình trồng Nhật Hana các bạn nhá. Đấy, con Nhật Hana nói chung quả nó khá là ok các bạn. Khi mà các bạn bảo quản lại những cái hộp này thì quả nó cũng rất là to. Đây các bạn, mình cho các bạn xem một vài quả này. Đây các bạn này, nói chung là phải bảo quản nó mới to là các bạn, chứ không có thì chuột nó chưa kịp lớn là chuột nó ăn mất, các bạn thấy chưa. Đấy, phải buộc phải bảo quản thế này các bạn nhé. Đây mình cũng để mình
trải nghiệm, có nghĩa là thử xem là cái mà khi mình bảo quản vào hộp thì nó dâu nó có lớn không, thì rất là ok các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa, nó lớn rất là, cũng rất lớn bình thường bởi vì cái hộp nó trong đấy. Thì mình có làm những cái video thì nói chung thật sự nhiều khi cái công việc nó cũng bận đấy các bạn, thì mình cũng không, có nghĩa là nhiều khi mình cũng hơi nó lan man, tức là các bạn nên hỏi mình một cái nội dung nào nhá, rồi mình sẽ tập trung vào một cái câu hỏi rồi mình sẽ lựa mình trả lời cho các bạn theo những cái nội dung cụ thể. Ví dụ các bạn cần những cái gì thì mình sẽ đăng hàng ngày, mình đăng 7 giờ. Còn những cái câu hỏi và những cái trả lời khác á, thì mình sẽ làm một cái video, nếu mình tranh thủ được thì mình làm video mình đăng buổi chiều luôn. Ví dụ những cái video hôm nay thì mình sẽ đăng buổi chiều luôn các bạn nhá. Thì mình sẽ trả lời. Thế còn các bạn nào thiếu những cái câu hỏi mà các bạn cần trả lời những gì thì mình sẽ tiếp tục mình lại chia sẻ với các bạn những cái video tiếp theo nhá. Thì bây giờ nó cũng dài dài các bạn. Thì mình cũng như các bạn mình từng nói là mình cũng hơi bận đó các bạn, thời gian này rất là bận đó. Thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn các bạn đã vào xem video ha. Các bạn đừng quên để lại ý kiến nhá, comment, và nếu lần đầu tiên thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình, vì có tới 54% các bạn, 54% các bạn xem nhưng mà các bạn chưa đăng ký kênh. Và đặc biệt là các bạn xem thì rất là ít like. Không biết là các bạn có thích hay không thích, nhưng mà các bạn đã xem thì các bạn nên ủng hộ mình bằng một cái like để cho YouTube họ biết, họ đề xuất đến cái người mà yêu thích dâu tây các bạn. Thì các bạn thích là các bạn cứ like thôi ha. Bởi vì nếu các bạn yêu thích thì các bạn mới xem, còn nếu các bạn không thích thì các bạn cũng chả xem. Nhưng mình nghĩ là các bạn nên yêu thích thì các bạn hãy like, để lần sau YouTube họ biết họ đề xuất đến những cái người mà yêu thích dâu tây, và cũng để mình muốn chia sẻ và để cho cái video của mình nó được lan tỏa đến những người trồng và yêu thích dâu tây các bạn nhá. Thì các bạn biết rồi, mình đang rất là cố gắng làm những cái nội dung và tìm hiểu về dâu tây. Mình muốn chia sẻ cái đam mê và đặc biệt là cái cây dâu tây đến cái người trồng của Việt Nam mình càng rộng càng tốt đó các bạn. Hiện tại thì dâu tây nó rất là hiếm, tức là nhìn về mặt bằng chung là rất là hiếm, bởi vì mình cũng là người con của nhà nông đó các bạn. Thì ngày xưa mình trồng rau á, rất là khổ các bạn. Có nghĩa là không phải là mình than, nhưng mà ý là ngày xưa trồng, các bạn có biết không, khi mà trồng rau bắp cải á, đây các bạn thấy này, ngày xưa thì trồng rau bắp cải là có nghĩa là trồng, mình biết làm, trồng rất là đẹp, nhưng các bạn có biết không, trồng để bán thôi. Bắp cải thì nó có thì mà, nhưng mà cái kiểu là khi mà cái đang hiếm thì rất là đắt, nhưng đến cái lúc mà trồng thì cả làng trồng các bạn, cả làng trồng, mà đến lúc mà đi bán thì không có ai mua hết. Đó, các bạn thấy chưa, không có ai mua, mà cái kiểu như là cũng có người mua nhưng mà nó rất là rẻ, và thật ra thì cái thu nhập rất là thấp. Vậy thì chúng ta phải nên nghĩ đến cái việc mà làm những cái bây giờ thì chúng ta làm rau hữu cơ, rau sạch các bạn, làm rau sạch. Và đặc biệt thì ngoài rau thì chúng ta hãy trồng những cái quả, mà đặc biệt là các bạn mới biết rồi ha, hãy chọn những cái quả của người Nhật người ta ăn á, thì nó mới tinh túy. Mình nói thật với các bạn luôn, và mình đang có kết nối với một cô cũng là cắn kiểu như là xuất khẩu lao động đi sang Nhật á, cô làm những cái cô làm dâu rất là ok luôn, mà không biết là mình cũng muốn học lại những video đó mà không biết là có được không. Mình cũng đang cố gắng như vậy, mình cũng mong muốn là như vậy. Đấy thì mình cũng muốn là nói dài dài một chút các bạn biết không. Đấy, mình muốn kết nối cái đam mê các bạn nhá, đam mê trồng dâu tây, để mình bóc cái quả dâu đây cho các bạn thấy này. Đấy, mình muốn kết nối đam mê tất cả những người trồng dâu tây để chúng ta trồng dâu các bạn. Các bạn thấy không? Một cái quả dâu như thế này thì với một cái nó khoảng độ vài chục quả được 1 ký, mà các bạn biết không, rất là có giá trị. Nó tầm bây giờ cái loại dâu này thì nó tầm khoảng 350 đến 400 ngàn 1 kg, mà nếu mà nó to nó đẹp thế này thì mình nghĩ là các bạn, nói thật với các bạn là vẫn có người mua các bạn nhá. Và các bạn biết không, dâu hữu cơ và rau sạch các bạn nhá. Đó, các bạn thấy chưa? À này, mình luôn luôn nung nấu, có nghĩa là ngày xưa thì bắp cải nó rất là rẻ và không có người mua. Mà bây giờ những cái cây mà giá trị này, tại sao là mình không có cái ý tưởng mà để nhân giống ra cho nhiều người Việt Nam cùng trồng các bạn ha. Mình cũng muốn là canh tác, các bạn nên nhớ là phải canh tác, nhưng canh tác hữu cơ, có mình phải làm khác. Chứ còn làm mà kiểu kích thích mà tăng trưởng lên cho nó to này khác thì đừng có mong muốn cái điều đó các bạn. Mình từng là người nông, mình biết, mình rất là
trân trọng những cái mà của người nhà nông làm ra, nhưng phải làm đúng chất các bạn nhé, thì nó mới ấy được, nó mới có giá trị. Chứ còn làm kiểu kích thích tăng trưởng này khác mình không có thích. Đấy, cho nên mình những cái video của mình và trong cái kênh Cánh Hân TV, mình mong muốn cái điều như vậy các bạn. Đó, các bạn thấy không, dâu hữu cơ và rau hữu cơ, các bạn thấy chưa, mang lại sức khỏe cho gia đình, cho chính bản thân mình, cho cộng đồng. Mình luôn luôn mong muốn cái điều đó. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Mình xin phép dừng ở đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.